Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube nha. Lời đầu tiên của năm mới năm 2023, cho phép WeChat được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả quý vị anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Chúc cho năm mới năm 2023 của chúng ta sẽ đạt được những cái đích mới, những cái dự định, những cái mục tiêu mới sẽ hoàn thành và hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Dù đường xa vạn dặm đều bắt nguồn từ những cái bước chân đầu tiên. Tuần đầu tiên hàng tháng thì thị trường đều có những cái sự biến động nhất định, nhưng đặc biệt là vừa trải qua cái năm 2022 khép lại, cái tuần đầu tiên của năm mới này thì tất cả mọi thứ với cái thị trường mà chúng ta đang theo đuổi là cái thị trường FX và đầu tư, thì thực ra là với cái tuần đầu tiên này thì không có nhiều những cái biến động mạnh. Cái video ngày hôm nay thì Richard sẽ vẫn là nối tiếp các cái video tuần để định hướng cho mọi người tiếp tục quay trở lại thị trường sau những cái kỳ nghỉ lễ Noel và kỳ nghỉ Tết, lễ Tết Dương lịch. Thì trên trang lịch kinh tế của chúng ta thì sang tuần tới nó không có nhiều tin mạnh, nhưng đặc biệt là tuần đầu tiên hàng tháng chúng ta có các bản tin Nam Phan nhé. Bản tin Nam Phan là cái bản tin mà được đánh giá là những cái tin tức rất là mạnh, định hướng cho chúng ta giao dịch cả tháng, đặc biệt là liên quan đến đồng USD. Đồng USD là những cái đồng tiền mà trong rổ tiền tệ của chúng ta là những cái đồng tiền mà gần như dẫn dắt thị trường và những cặp tiền thuần mà chúng ta giao dịch. Vì vậy sáng tuần sau thì có cái bản tin Nam Phan vào ngày cuối tuần là mọi người hết sức lưu ý nhé, là tức là vào ngày thứ sáu bản tin Nam Phan. Thì đây là cái tin tức chính mà trọng tâm chúng ta sẽ hướng tới. Còn ngày mai thì sau cái chu kỳ nghỉ lễ thì thị trường sẽ quay trở lại giao dịch bình thường. Riêng ở Việt Nam thì nó rơi vào những cái ngày nghỉ, có những cơ quan đoàn thể thì được nghỉ bù và tiếp tục ngày thứ hai, nhưng mà riêng với thị trường FX thì ngày mai bắt đầu mở cửa trở lại rồi thì chúng ta quay trở lại thị trường bình thường. Rồi về điểm tin tức sang tuần sau thì một số các cái nguồn tin lưu ý trước cái bản tin Nam Phan. Ví dụ như là các cái ngày thứ hai, thứ ba thì duy nhất có ngày thứ ba là các cuộc họp của OPEC là những cái tin mà được đánh giá là tác động khá mạnh đến đồng USD và lên biểu đồ dầu. Còn sang ngày thứ tư thì có một cái tin về cái chỉ số CPI của đồng CHF, và buổi tối đến thì là cái chỉ số dịch vụ PMI liên quan đến đồng USD và cơ hội việc làm. Và chi tiết cái biên bản cuộc họp FOMC vào buổi đêm nữa. Và đặc biệt là sang những ngày như ngày thứ năm và trước thềm tin vào ngày thứ sáu thì cái thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADB là cái tin mà mọi người sẽ lưu ý nhé. Cái tin này bởi vì nó cũng là một trong những cái thước đo mà định hướng quyết định tiếp theo đến cái tin bản tin Nam Phan vào ngày thứ sáu tốt hay xấu nữa. Và đương nhiên ngày thứ sáu thì là ngày mà cái tuần đầu tiên hàng tháng và cũng là của năm mới mà thị trường sẽ mong đợi cái định hướng của cái tháng 1 này. Với thị trường phương Tây, thị trường châu Âu thì đương nhiên là sau kỳ nghỉ lễ Tết thì người ta quay trở lại giao dịch bình thường, cũng giống như Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì quay trở lại làm việc. Tuy nhiên thì cái tâm thế làm việc với đầu năm thì nó cũng chưa thể mạnh mẽ được, bởi vì gọi là vẫn rơi vào một chu kỳ là gọi là ăn chơi xả láng như chúng ta. Còn đương nhiên ở Việt Nam thì các cơ quan đoàn thể, rất nhiều cơ quan thì được nghỉ lễ bù vào ngày thứ hai nữa. Nhưng mà riêng ở nước ngoài thì quay trở lại làm việc bình thường rồi, và đặc biệt trong tuần tới này thì thứ sáu là những cái tin mạnh tác động lên đồng Canada và đồng USD. Mọi người sẽ lưu ý đây là về tin tức nhé. Còn sang năm 2023 này thì đương nhiên là mỗi quý anh chị là những cái người mà đã đầu tư dù truyền thống hay là dù đầu tư về phương diện về tài chính hay các ngành nghề kênh đầu tư khác thì đều cũng phải lập cho chúng ta một cái kế hoạch giao dịch trong năm mới, đặc biệt là cái kế hoạch đến để dựa trên những cái thực tế hoặc là cái vốn mà quý vị anh chị sẽ quay trở vào đầu tư trong năm 2023 này. Bây giờ thì Richard sẽ quay trở sang cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật để định hướng tiếp theo trong năm 2023 này. Có những cái hướng gì mới để cho chúng ta định hướng không? Và đặc biệt là trong cái tuần tới này thì Richard thấy trên biểu đồ nó có rất nhiều những cái thứ sẽ quay đổi, sẽ thay đổi, và đặc biệt là có cái sự biến động nhất định trong, ví dụ như trong ngày mai và trong tuần tới này. Quý anh chị sẽ nhìn trên cái biểu đồ ở trên đây, trên màn hình nha. Ok, ở đây thì chúng ta đã thấy rằng là với cái biểu đồ sản phẩm hàng hóa đó là vàng, trong cái giai đoạn vừa rồi đây, giai đoạn cuối tháng 12 và cho đến kết thúc tháng 12 là một cái giai đoạn sideways rất là mạnh, đúng không? Nó sideways và biến động ở trong một cái đường kênh tam giác hướng lên. Tuy nhiên thì cái sự điều chỉnh sâu của biểu đồ vàng nó chưa có điều chỉnh sâu, mà rất có khả năng nhá, sang tuần sau đây thì vàng nó có một cái sự biến động mạnh. Theo quan điểm cá nhân của Richard và theo quan điểm chủ quan thì rất có thể vàng nó sẽ có một cái nhịp tăng, và tăng mạnh nhé, tăng vượt qua cái khu vực đỉnh 33-39 và thậm chí là đạt lên các cái ngưỡng cao hơn là vùng 73 và 75, vùng 73 để 75, tức là 1873 và 1875. Cho nên sang tuần sau thì quý anh chị thì sẽ đi vào một cái con sóng, chủ yếu là chúng ta sẽ chờ cơ hội để mua lên hoặc
chờ breakout qua cái đường kênh xu hướng này chúng ta mua lên. Một cái điểm ngưỡng kháng cự quan trọng về tâm lý để vùng đường kênh xu hướng đó là ví dụ như vùng 33 và vùng 39, 40. À, tức là trong cái khu vực biến độ vùng đường kênh giá này là một cái vùng ngưỡng cản về tâm lý thì có thể nó sẽ có một cái nhịp giảm nữa. Tuy nhiên thì nó sẽ có cái xu hướng là bứt phá lên các cái vùng 7X và 80, tức là cái vùng 1870 đến 1880 chẳng hạn. Thì mọi người sẽ hết sức lưu ý, đây là một cái vùng giá hoàn toàn là có thể đạt được trong cái tuần tới nhé. Còn đương nhiên cái kịch bản mà để mà gọi là nó gãy qua cái đường kênh xu hướng và cái vùng hỗ trợ này này, thì cái kịch bản này nó sẽ thấp hơn rất là nhiều, bởi vì là sau khi kết thúc cái năm 2023 thì xu hướng thị trường quay lại trở lại đầu tư với một cái kênh xu hướng tăng của vàng nó sẽ mạnh hơn. Nếu như trong cái cú chốt lời vào cuối năm vừa rồi, cái năm 2022 ấy, tức là rơi vào đoạn cuối tháng 11, tháng 12 mà nó không mạnh thì đương nhiên là nó sẽ rơi vào một chu kỳ tăng tiếp, và đặc biệt là khởi sắc trong cái năm mới. Nhu cầu về vàng trong cái năm 2022 đối với lại châu Á, tức là chúng ta ăn Tết âm lịch ấy, thì đương nhiên là cái nhu cầu nó cũng khá là cao, cho nên là về vàng thì triển vọng nó sẽ còn tăng tiếp. Triển vọng nó sẽ còn tăng tiếp và chúng ta ưu tiên trên trend chính vẫn là cánh mua và gom mua thôi. Còn những cái nhịp mà phản ứng trong ngày với đường kênh xu hướng mà chúng ta gọi là đánh day trading ấy, tức là đánh trong ngày và trong phiên, thì đương nhiên nó đều có những cái vùng phản ứng mà chúng ta đều có thể kiếm được lợi nhuận chẳng hạn. Tuy nhiên thì hãy đi theo những con sóng chính thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả cao hơn nữa. Trong năm 2022 thì kết thúc cái phiên thứ 6 vừa rồi chúng ta cũng kiếm được khá là nhiều, đúng không? Tất cả những cái chiến lược mà Richard đưa lên đều đã đạt TP hết chẳng hạn. Thì sang tuần tới, riêng phân tích về cái biểu đồ sản phẩm hàng hóa là vàng, thì Richard cũng phân tích khá kỹ cho mọi người về cái định hướng và xu hướng, có cả những cái tâm lý, hành vi tâm lý và cơ bản ở trong đó. Cho nên là gì, chúng ta sẽ giao dịch thuần là tìm cơ hội mua lên nhé. Hiện tại thì một cái vùng mua hỗ trợ gần nhất ở khi mà các bạn bật ra khung giờ M30 và H1 thì gần nhất là quanh khu vực là 12 đến 15. Còn đương nhiên là nếu như mà chúng ta mà có mua được cái nhịp mà điều chỉnh sâu hơn, tất nhiên là nó khó mà có điều chỉnh sâu trong cái tuần tới lắm, nhưng một cái ngưỡng quanh đâu đó vùng 1802 đến 1805 là cái ngưỡng mà mọi người hết sức lưu ý trong cái con sóng này để chúng ta mua lên nhé. Với vàng thì nó có thể nó sẽ có những cái phản ứng khi mà bật xuống khung M30, mọi người sẽ thấy rằng có thể nó sẽ có cái phản ứng quanh đâu đó vùng 28, nó giảm một nhịp rồi nó quay trở lên cái vùng cao hơn như cái vùng 33 hoặc là 39 chẳng hạn. Tuy nhiên thì cụ thể phiên giao dịch trong ngày mình có đường link dẫn tới cho quý anh chị sau khi xem YouTube ở phần mô tả ấy, đó là cái đường link vào rồi vào trong cái kênh Telegram thì mình có up chiến lược hàng ngày trên đấy. Thì mọi người có thể rơi vào đó để chúng ta cập nhật được những cái tín hiệu nhé. Ở trong đó thì có thêm một cái đường kênh Telegram là để cho chúng ta có thể trao đổi và chat với nhau, và giống như một cái thư viện đấy chẳng hạn. Thì mọi người có thể rơi vào trong đó. Riêng WeChat thì với những cái đường kênh này là những cái đường link mà WeChat bắt đầu cùng với đội ngũ bắt đầu xây dựng, cho nên là nó không có nhiều dữ liệu về lịch sử. Tuy nhiên thì mọi người sẽ vào đây thì sẽ đều nhận được kể từ những cái ngày giờ mà của năm mới, cũng như là nhận được cái thông báo của Richard trên video này, thì mọi người sẽ rơi vào đó thì chúng ta nhận được những giá trị nhé. Rồi với vàng thì mọi người định hướng rõ ràng là xu hướng của chúng ta là gì, ưu tiên canh mua, đúng không? Có thể có những cái phản ứng chừng trong ngắn hạn thôi, thì đó là những cái phản ứng cho giúp cho mọi người có thể có những cái target gọi là mục tiêu là scalping thôi. Còn đương nhiên day trading hoặc là đánh theo xu hướng thì chúng ta vẫn ưu tiên là mua lại nhé, mua lại đối với vàng. Mọi người nhìn thấy không ạ? Chúng ta nhớ phân bổ vốn để chúng ta giao dịch. Vừa rồi đây thì vàng nó sideways trong một cái biên độ cũng khá là rộng và thu hẹp vào những cái ngày cuối năm. Tuy nhiên thì với sóng vàng thì nó đi 50, 100, 200 pip là chuyện rất là bình thường, cho nên là chúng ta đều có thể kiếm được tiền trong cái giai đoạn thị trường sideways vừa rồi. Nhưng mà sang năm mới thì mọi người nên có một cái tâm thế mới và định hướng cho chúng ta sẽ, ví dụ như các bạn có đánh quỹ chẳng hạn, thì đâu sẽ là cái tiêu chí lớn, ví dụ chúng ta đánh theo rồi trending trend, tức là đi theo xu hướng chính. Rồi đấy là với vàng, còn đặc biệt là sang một số các cái biểu đồ về GBP USD, tỷ giá cặp GU hoặc là EU vân vân. Mọi người đã thấy là cái chiến lược của Richard phân tích cho mọi người vào cái phiên cuối tuần trước khi mà kết thúc cái năm 2022, đúng không ạ? Cái điểm mà mua của Richard khi mà chia sẻ chiến lược cho mọi người là mua lên đối với GBP USD hay là bán xuống chúng ta đều TP, nhất là cái chiến lược bán, ví dụ như bán cái vùng 1.206 và TP cũng rất là nhanh, đúng không ạ? Thì nhìn ở trên biểu đồ đây, trên khung M30 thì mọi người đã thấy là nó đã tạo ra một cái vùng hỗ trợ khá là lạc vững và có cái xu hướng là tăng trở lại.
Còn nhìn trên H4 thì mọi người thấy là nó vẫn là một cái gì ạ? À, chen giảm nhưng mà có một cái vùng tạo đáy khá là vững. Vậy thì rất có thể sang tuần nhé, bảng Anh nó sẽ có một cái nhịp hồi mạnh hơn. Có thể nó sẽ hồi đâu đó lên vùng 1.22 chẳng hạn. Nhưng mà với bản thân Richard thì vẫn kỳ vọng là nó sẽ có một cái nhịp hồi rồi giảm tiếp nhé, rồi giảm tiếp. Riêng đối với đồng bảng Anh, thì nó có hơi khác một chút so với lại sản phẩm hàng hóa vàng hoặc là EU. Bởi vì sao? Nó cũng đều liên quan đến đồng U nhưng mà nó có một cái mô hình cấu trúc khác và đặc biệt là nó còn liên quan đến nền kinh tế của Anh nữa. Vì vậy là với anh bảng Anh, đồng bảng Anh thì mọi người sẽ quan sát xem là cái nhịp này có đúng là nó bứt phá và chạm lên cái vùng kháng cự mạnh rồi mới giảm hay không, hay là cái vùng kháng cự này được tạo lập quanh cái mốc như là 1.23 hoặc 1.24 chẳng hạn. Thì đây là hai cái ngưỡng mà mọi người hết sức lưu ý để chúng ta thì có thể sẽ giao dịch nhé. Đây là hai cái vùng mục tiêu. À, đương nhiên là khi mà Richard phân tích thì mọi người phải để cái nhiệm vụ còn lại là chúng ta vừa tham khảo vừa theo dõi thị trường xem nó đi đúng kịch bản hay không, và đặc biệt là nếu mọi người muốn entry thì phải quản trị vốn và gì kèm theo với cái việc mà nến nó có xuất hiện để cho chúng ta giúp cho chúng ta giao dịch hay không, bởi vì bản chất nến vẫn là cái linh hồn của thị trường. Rồi sang cái biểu đồ khác, ví dụ như EURUSD, cái biểu đồ EU, mọi người thấy rằng là những cái vùng bán của Richard đưa cho mọi người tuần trước thì có khá là nhiều các cái nhịp ăn đúng không ạ? Sang đến những cái phiên cuối cùng là cái phiên ngày thứ sáu, sau những cái cú phản ứng giảm của thị trường thì tiếp tục nó đẩy giá quay trở lại. Mọi người thấy là cái nhịp, đặc biệt là cái nhịp phản ứng nó tại cái vùng kháng cự như là quanh mốc như là 1.069, 1070 thì nó có một cái nhịp rút chân và giảm rất là nhanh. Và kết thúc phiên, tức là kết thúc ngày và cũng là kết thúc năm ấy, thì nó có một cái nhịp đầy đỉnh quay trở lại. Hiện tại thì với EURUSD nó đang test lại khu vực vùng kháng cự, chính là cái vùng rất là nhạy cảm, cho nên cái vùng giá này thì mọi người hạn chế tối đa cái việc chúng ta giao dịch. Nếu như mua lên thì không nên, còn bán xuống thì chờ tín hiệu đảo chiều nhé, bởi vì khả năng rất cao là cái biên độ này nó sẽ được phá vỡ, tức là cái biên độ sideway này này. Đây ví dụ như chúng ta đánh dấu cái mức giá cao nhất và thấp nhất, cái biên độ trong cái kênh cao nhất này này và thấp nhất này có thể nó sẽ bị phá vỡ, nó có thể sẽ có một cái nhịp phản ứng xuống một vòng nữa rồi sau đó là gì ạ? Break, break tăng lên. Tức là bởi vì đối với lại EURUSD thì Richard có phân tích cái video trước đó là gì, nó vẫn đang được thị trường gom mua lại khá là mạnh, cho nên là có thể nó sẽ có một cái nhịp tăng như này quay cái vùng 08 hoặc 09 chẳng hạn cao hơn. Còn kịch bản mà giả sử như nó có cái phản ứng của thị trường tại vùng này, cái vùng kháng cự mạnh này mà nó tạo cấu trúc đảo chiều thì các bạn có thể bán xuống và mục tiêu target chúng ta tại những cái vùng hỗ trợ gần nhất hoặc là đường đường cái kênh của cái đường kênh giá này, tức là quanh cái mốc như là 1.06 chẳng hạn. Đây là với EURUSD nhé. Còn rất nhiều các cặp tiền khác, ví dụ như là UK, UZ hoặc là AU chẳng hạn, thì mọi người sẽ lưu ý chúng ta sẽ giao dịch như thế nào. Đặc biệt là với cái cặp tiền AUD/USD. Hôm trước thì Richard có cho mọi người một cái chiến lược bán đối với AUD/USD tại cái biên độ như là 0.68 và nó có một cái nhịp xuống TP rất là đẹp đúng không ạ? Nếu như mà cái lúc mà Richard có báo cho mọi người là lúc đấy nó được khoảng 35-40 pip rồi, mọi người mà close, đang nghe Richard mà thông báo là close để chúng ta nghỉ Tết đó, thì nghỉ lễ ấy, cũng là ngày cuối năm ấy, thì chúng ta có một cái target rất là tốt khi mà GU cũng TP rồi đúng không, AU cũng chốt lệnh vàng cũng TP rồi chẳng hạn. Thì sang tuần sau nhé, riêng đối với biểu đồ AUDT mọi người có thấy là nó đang có một cái xu hướng là ở trên khung H4 vượt qua cái đỉnh vùng kháng cự ở đường kênh trên line ở đây đúng không ạ? Vậy thì sang tuần sau nha, với cái mẫu nến mà doji chuyền chuồn đảo chiều này này, rất có thể nó sẽ có một cái nhịp tăng tiếp test lên đỉnh cái vùng 0.68 hoặc 69 ở trên này nhé, 0.69 ở trên này đó, thì mọi người sẽ là canh mua chứ không phải là chúng ta sẽ mua đuổi đâu nhá, sẽ canh mua lên đối với AUD/USD và mục tiêu thì rất có thể là nó sẽ quay lên cái khu vực vùng test đỉnh nhé, cái vùng test đỉnh đó là khu vực vùng 0.9x này này đó. Mọi người nhìn thấy không? Cái xu hướng tiếp theo đối với lại cái biểu đồ AUD/USD. Vậy thì sang tuần sau rất nhiều các cặp tiền mà từ nãy giờ Richard phân tích trong đó có vàng nữa là chúng ta ưu tiên canh mua và tìm điểm mua đúng không ạ? Tức là những cái cặp tiền mà đuôi U. Thế còn những cái cặp tiền đầu U thì sao ạ? Chúng ta sẽ canh bán ví dụ như là UK hoặc UZ. Ví dụ như các cái chiến lược tuần trước mà mình đưa cho mọi người bán UK ở cái khu vực như là 1.36 chẳng hạn thì chúng ta TP hết cả rồi đúng không ạ? TP rất là ngon lành luôn, 1.36. Đây là những cái chiến lược mà Richard đưa cho mọi người bán đúng vùng đỉnh đúng không? Đây đúng cái vùng này đây, 1.36. Thì sang tuần sau tiếp tục đối với UK thì khả năng là khả thi nó sẽ còn là gì ạ? Xuống tiếp nhé, điều chỉnh chúng ta sẽ bán mạnh xuống. Với USD/CAD nó sẽ khác hơn biểu đồ UZ một chút, bởi vì UZ thì nó cũng đã giảm rất là mạnh vào cái phiên thứ sáu vừa rồi. Tuy nhiên thì cái lực giảm của UZ nó lại chạm về một cái vùng gì hỗ trợ rất là mạnh,
Đây, ví dụ vùng hỗ trợ chất mạnh chính là vùng đáy D và cái đáy đáy vừa rồi nó vừa tạo lập quanh cái mốc 131 này này. Cho nên là rất có thể nó sẽ chọc xuống một nhịp. Rồi co chân, ví dụ có thể nó sẽ chọc một cái nhịp giống như ở một cái nhịp pha kia ấy, rồi điều chỉnh xong rồi đi tiếp chẳng hạn. Có thể nó sẽ đi tiếp hay không, hay là nó lại tăng luôn lại, thì mọi người sẽ hết sức cái lưu ý đối với cặp Uzi, nó nhạy cảm hơn nhá. Nó nhạy cảm hơn và có thể nó là khác, không giống thuần như cái cặp UK đâu. Thế nên mọi người sẽ lưu ý những cái cặp nào mà nó tín hiệu nó tốt thì mọi người sẽ tập trung giao dịch, và đặc biệt là có nến, có trend, có xu hướng rõ ràng thì mọi người giao dịch nó sẽ thuần hơn nhé. Sang tuần sau dù sao cũng là tuần đầu tiên của năm mới, cái dòng tiền của thị trường đẩy vào thì nó cũng chưa rõ ràng đâu, cho nên là mọi người giao dịch thuần theo quy luật, và có thể chúng ta chỉ đánh gì ạ, theo phiên và theo ngày thôi, chứ khó giữ dài được nhé. Giữ dài trừ khi một cái sản phẩm đó là về dầu hoặc vàng, về sản phẩm hàng hóa thì chat có nói rồi, đó là chúng ta đã gom mua và kỳ vọng nó có thể 3 đến 6 tháng, tức là tầm tháng 3 hoặc tháng 6 sang năm mới chốt chẳng hạn. Thì đấy là nếu là lên kế hoạch theo những cái định hướng của chat từ trong những cái khóa gọi là free từ K1 của Wingroup. Rồi đây là với cặp Uzi, còn các cái sản phẩm khác ví dụ như mình sang về BTC đi. BTT thì đương nhiên thì mọi người có thấy không ạ? Nó có cái nhịp tạo đáy, có cái nhịp tạo đáy gần nhất là quanh cái khu vực ngưỡng 16-16.3. Bởi vì sao ạ? Sau khi cái cú H4 này nó điều chỉnh mạnh thì nó tạo ra một cái thế nến đảo chiều. Thì sau cái thế nến đảo chiều này và kết thúc gọi là cái kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch ấy, có thể là đối với BTC nó sẽ có một cái sóng tăng nhé, quay trở lại cái vùng 17K chẳng hạn. Đó. Cho nên mọi người sẽ lưu ý đối với BTC USD thì mọi người có thể là canh và có mua theo cái chiến lược của Richard như là lời khuyên vừa rồi á. Chúng ta có thể là giữ lệnh một vài tuần thôi, bởi vì nó cũng chưa phải là một cái sự biến động mạnh và tăng mạnh ngay đưa luôn được. Nhưng nó sẽ là cái làn sóng mà có thể là giúp cho mọi người có thể có cái target giữ một vài tuần chẳng hạn. Đúng không? Đây là cái vùng giá mọi người có thể xứng đáng có thể là bắt đầu là đầu tư và mua rồi. Rồi một số cái sản phẩm khác, ví dụ như về dầu đi, mình sẽ đi thêm dầu trước khi kết thúc cái video nhá. Mọi người có nhớ là Richard có phân tích cho mọi người là nó sẽ có thể quay trở lại cái vùng như là 82-83, tức là vùng đỉnh này đúng không? Đây là cái sóng gần nhất và cao hơn đối với cái nhịp gom mua dầu vừa rồi ấy, thì nó quay trở lại các cái vùng như là 90-92, vẫn chờ đợi một cái nhịp vòng xuống một lần nữa để cho chúng ta có cơ hội mua mạnh hơn và giữ được dài hơn, bởi vì sao? Chúng nó có một cái đường đi rất là xa. Nhưng mà vừa rồi đây thì về vùng 7x nó đã lên luôn được, rất nhiều nhà đầu tư theo cái chiến lược của Richard thì đã mua được cái vùng này khá là mạnh. Những nhà đầu tư nào mà chờ đợi những cái nhịp gọi là mua được nhiều hơn nữa và quanh các cái mốc như là 65 hoặc 63 thì đang chưa có. Nhưng là sang tuần sau thì cái sự biến động đối với giá dầu thì có thể là gì, nó sẽ vẫn là một cái xu hướng tăng tiếp lên cái vùng kháng cự và phản ứng này, sideways trong vùng này. Sau khi bứt phá thì nó có thể là một cái xu hướng tăng và tăng tiếp lên cái vùng 90-92 chẳng hạn. Nhá, mọi người sẽ lưu ý. Đây là những cái vùng giá mà mọi người có thể là để đánh breakout được. Tuy nhiên thì cái quan điểm mà đánh chung với dài hạn thì vẫn là gì, giảm sâu chúng ta gom mua là tốt nhất nhá, giảm sâu gom mua là tốt nhất. Rồi ok, các cái sản phẩm liên quan đến cặp tiền chính, rồi trong đó thì có biểu đồ sản phẩm hàng hóa, đó là vàng, dầu cũng như là BTC thì Richard cũng đã phân tích và định hướng cho mọi người. Bây giờ thì cái video thời lượng cũng khá dài rồi, Richard xin kết thúc ở đây. Kính chúc quý anh chị một lần nữa gửi lời chúc tới toàn thể đại gia đình một năm mới hạnh phúc và an khang. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.